vị, quý vị biết là sư phụ thích cái trích đoạn Trà Hoa Nữ. Bởi vì khi mà Long hát cái trích đoạn Trà Hoa Nữ này á, Long phải đóng một mình Long hai vai. Hồi xưa thì bà con cô bác là coi là Kim Tiểu Long với Thanh Ngân với Thoại Mỹ với Quế Trân. Nhưng bây giờ đi hát hiếm, thường thường ít có bao giờ ai mời một cặp đi hát lắm. Dạ. Long đóng một mình hai vai, vai đầu mà vai kép luôn. Cho lên sơ lược một chút xíu mà mỗi lần quý vị thấy mà Long ngồi xuống cái ghế này á, chính là cô Trà Hoa Nữ bệnh ho lao sắp chết rồi đó. Mỗi lần đứng lên là vai đạt nha, đóng một mình hai vai, vừa vai đầu vừa vai kép. Chú cha trời ơi. Hả? Tại vì không thuộc. Ha. Anh Đạt tâm tâm. Gì để nói, có còn cũng chỉ là oán hận nhau thôi. Vậy thì cuộc gặp gỡ lần này, tôi xin cô, tôi xin cô đừng làm bận lòng tôi nữa.
vào trong bóng tối vô trường. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã đến đây ban cho tôi một chút tình thương hại đó. Nhưng cô hãy nhìn kỹ lại mình đi. Cô hãy nhìn kỹ lại mình đi. Cô chỉ là một cô gái bán phân buôn hương. Cô đã lừa dối tình tôi nè. Cô đã làm cho tâm hồn tôi như điên như dại. Xác thương kia đã dung đắp cho cô một cuộc đời lên xe xuống ngựa, và đã biến cô thành một cô gái nổi danh trong chốn giang hồ. Tôi không quên một chiều kia cô nói tiếng đoạn liền là cô phải xa lánh con đường truy lạc để trở thành một người con gái hoàng lương. Trang ơi, cô lúc nào em thử nghĩ lại xem. Sự diện và mai mía của người
ôm hết khổ đau, nguyện trả thù đời bằng con.